Dạ, con xin kính chào bác, kính chào ban quản trị và tất cả các quý vị ạ. Con xin phép được hỏi bác ạ. Thưa bác, thứ tự của bốn chữ buông, dừng, thôi, dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ? Dạ, xin bác giải thích cho tụi con ạ. Buông dừng thôi dứt là theo cái thứ tự của nó là sử dụng nhiều hết á. Người ta sử dụng chữ buông nhiều nhất, rồi chỉ dừng thôi dứt theo cái thứ tự, cái sử dụng nhiều và ít. Chữ buông là sử dụng nhiều nhất nên ta phải đưa nó lên hàng đầu, chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy thưa bác, thưa bác, vậy bốn chữ buông dừng thôi dứt có phải là bốn cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ? À? Không phải, cái này nó từ theo hoàn cảnh. Thí dụ con con làm cái gì á mà con mê sai hoài đó, thì người đứng sao nói thôi đừng có làm nữa, chứ không lẽ buông. Con đang làm mê sai không thể sử dụng chức buông được, mà tùy theo cái hoàn cảnh, thấy không? Còn con mê miết làm lại gì, dừng đi. Nó tùy theo cái hoàn cảnh mà mình áp dụng cái này đó, chứ đâu phải mà con đương làm cái gì con phải buông cái, mà con đương rửa chén con buông rồi sao, bể chén hết sao, phải không? Tùy theo cái hoàn cảnh mình đi làm đó thì người ta mới áp dụng, bây giờ áp dụng một chữ mà cho tùy hoàn cảnh, đó là cái ý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, thưa bác, người tu theo pháp môn thiền tông mà nhiệt tình quá mức thì có giải thoát được không ạ? Nó nhiệt tình quá mức á, thì nó kêu bằng bị mấy ông thánh giật. Tu thiền tông mà nhiệt tình quá bị mấy ông thánh giật là sao? Cái đúng đâu nói đó, vô đình cũng nói, vô chùa cũng nói, vô miễu gặp mấy ông thánh đập mình chết thì không được. Bởi vì tu thiền tông tu bằng trí tuệ, nên nói chỗ nào nói đúng, người nào nói đúng, tùy theo hoàn cảnh chứ đâu phải được. Tuyệt tình quá cái gì cũng nói là chết. Thấy người ta đã đi vô miễu người ta cúng mình theo mình nói là mình chết ta. Bởi vì đa số người mà vô miễu mà lần trước lần thứ hai là đã bị nhập rồi, bị thánh thính núp rồi mà con theo đó lập còn, thấy không? Vì thế mà ta bảo là tu bằng trí tuệ, đừng có nhiệt tình quá, thấy không? Tùy theo hoàn cảnh mà lựa mà độ, lựa người độ chứ không phải là độ cái bằng bá nạp, không có được cái đó. Tu thiền tông phải là tu bằng trí tuệ là chỗ này. Giờ con hỏi tiếp. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, xin bác giải thích cho con hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ công đức ạ. Ở trên thế gian này nè, nó có ba cái đức: công đức, phước đức và ác đức. Thấy không? Chữ công là cái gì? Là mình nói làm sao mà cho người ta hiểu, hoặc mà dùng cái phương tiện gì mình đưa cho người ta hiểu, gọi là cái công đức về cái giải thoát này. Còn cái phước đức á, mình làm sao cho người ta an vui là phước đức. Còn cái ác đức mình làm cho người ta khổ là ác đức. Thì bây giờ phân tích nó vậy thôi. Mình làm sao, nói làm sao mà cho người ta đi ra ngoài thế giới nhân quả này thì còn có công đức. Hoặc là người ta hiểu để rồi người ta đi. Có nghĩa hiểu để đi thì cái công đức nhỏ hơn. Còn cái mà người ta đi thẳng ra thì công đức lớn hơn. Vì thế mà có cái công đức nhỏ, công đức lớn và công đức vô lượng ở chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, câu tiếp theo ạ. Trong các buổi giải đáp, bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn về Phật giới, và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình. Vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình luôn nhớ đến việc mình muốn trở về Phật giới không ạ? Bây giờ thì người ta đã nói cái công thức đường về Phật giới rồi đó. Lúc nào cũng thuộc cái đó, là gọi là trong tàng thức mình nó có cái gì trong đó.
Thì cái pháp trần, chính là cái pháp trần là cái bài học thuộc lòng của cái đường về Phật giới. Đâu có cái khác nào đâu. Có nghĩa là trong cái pháp trần con mà lúc nào cũng thuộc cái này thì nó luôn lúc nào nó phát ra. Cái pháp trần là nó hằng phát ra. Giống như cái tiếng nói của mình á, mình không phải mình ấy đâu, mà lúc nào nó cũng nói ra hết á. Nhưng mà mình, bởi vì mình vừa nói phát ra nó ra, nó phải rung động thì mới phát ra được. Chứ còn nó tê liệt, giống như mà cái xe của con á, nó đang chạy im mà con không biết nha, nhưng mà con đạp ra nó nhảy ra liền. Còn cái con mà không có nó rung động á, thì nó chết đi, cái xe nó chết máy đi, nó không có rung động thì con đạp nó không giọt ra được. Đó là cái kỹ thuật này, là cái thuật pháp trần cho nó lúc nào cũng rung động, nó thuộc nó rung động. Vì thế mà vừa ông Thánh lừa con thì ổng biết liền, ổng nghe tiếng pháp trần rung động, ông là ổng không dám lại gần con, là ổng biết con, là tại vì tâm biểu cho mình học cái pháp trần này cho thuộc, để chi lúc nào nó cũng rung động thì mấy ông Thánh không lại gần mình. Giống như chiếc xe, nó đang xe hơi nó đang chặt, nó garanti mà con không nghe ha, nhưng mà cái người ta kỹ thuật ta biết, ta nhìn thấy ta biết. Còn cái xe mà nó không có rung động ha, thì nó không phản ứng được. Chừng nào nó rung động nó phản ứng được. Đó, thì cái pháp trần con mà con thuộc thì giống như cái xe mà lúc nào nó cũng đang chạy, mà chạy gọi là chạy garanti á. Chuyên môn trong xe gọi là chạy garanti á, thấy không? Là con làm sao pháp trần con giống cái xe chạy garanti thì không ai gạt con. Rồi con hỏi tiếp.